lại không? Ôi, món gì ngon? Nấm nướng, nấm nướng. Sao không ăn nấm nướng không? À. Nấm nướng. Ăn không mua thử đi. Đi dùng nhà xin đi. Ôi, ở đây có món ốc ngon quá. Hấp dẫn quá. Đây là mực và ốc. Ê, hấp dẫn quá, giờ sao đi vô trong kia chụp hình xong đi ra ăn nha. Thôi bây giờ mua ăn đi. Mua ăn đi chị. Mua ốc bên đây nữa nè. Mua cái nào chỉ đi thương cho người ta làm thôi mà mình nè. Ok. 100. Ăn một hả? Đấy má mày đang mua ốc. Hai con gái đây. Ba Hải đây. Dio nè, Dio đang ăn gì vậy con? Dio hello. Chắc con qua bữa sợ luôn. Sao chắc con ai đâu ba? À, chắc con hoa màu trắng đây hả? Qua đây coi coi. Em đi đây. Đây là bà ngoại nè, chị đi. Được mà. Đây là cổ hoa bự quá. Wow, bự bằng cái tay mình luôn nè. Trái dưa hấu cũng bự nữa cả nhà. Trái dưa hấu nè. Bự nè. Trái dưa hấu bự quá trời luôn. Mình đi vô trong làng cũng phần ha. Cổ hoa trong ngực nè. Cái này là ốc gì hà, không có biết tiếng hoa. Đó cái tâm của em luôn rồi. Đây đây đây. Rồi đây là món ốc. Đây cái tâm đi. Ốc ăn thử bà Hải. Đem cái tâm đi ngoài. Nó mất đi. Ngon không bà Hải? Uống bia. Đâu rồi, chúng nó đâu hết rồi nhỉ? Hàm vô đâu rồi? Đứng đây thì chạy mất cung là sợ. Hát thủ qua phúc thủ. Đi con đi ơi. Đây là xúc xích. Hai. Đi ở đây cả nhà. Xúc xích. Mua xúc xích. Đi đến đâu là ăn tới đó. Đi Đài Loan là chỉ có ăn thôi. Ngon quá à. Ốc quá ngon. Cái này na ná như là trong phố của Đài Loan. Nhưng mà ở đây đó ta bán đồ nó nhiều hơn gấp rất nhiều lần. Ngon quá cả nhà ơi. Ngon quá trời luôn. Không biết rồi. Rồi. Không biết cái điểm đến nó là như thế nào mà làm gì cảnh động quá vậy. Tội nghiệp em cắn cái này này. Em cắn cái này này, thương. Không biết là cái điểm đến là nó đẹp hay là nó lạ hay đặc biệt như thế nào không biết. Là bởi vì ở đây khách rất đông. Rồi. Rất là đông. Họ đi đến thử nó làm sao.
không biết là khách đông. Không biết khách đông này, không biết do cái cách người ta tổ chức tour du lịch hàng Tàu Bia. Nè 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 đó, đúng rồi. Do người ta Bia hay là người ta tổ chức tour hay là như thế nào tốt mà ở đây khách rất là đông. Kinh doanh ở đây kinh doanh rất là tốt. Giờ nhường lại cho. Có gì đâu, nó không cắn được, nó tức cái gì đâu. Mami và Mio. Tham chơi đi thôi, đi thôi. Đi chơi đông lắm, lạc á. Sorry nha. Sorry. Chưa tới nơi mà giờ ngăn uống hết thời gian. Còn dài lắm. Rồi, nắm tay. Rồi nắm tay chặt nha. À, đồng quá, đây. Đồng. Rồi. Sợ quá, đi đi kìa. Có hai bên đường bán đồ rất là nhiều, đồ lưu niệm rất là nhiều. Hai bên đường bán đồ lưu niệm quá trời luôn. Ở đây kinh doanh rất là tốt. Chiếc nhẫn nào? Thôi không được rờ vào nhá. Chị xem thôi. Rồi đi nha, đi tiếp con. Đi. Rồi đi theo ba. Rồi. Ở đây khách quá đông, chắc có lẽ là mùa hè bởi vì ai cũng được nghỉ ngơi và đi rất đông. Rồi. Wow. Này bán đồ rất là nhiều. Hả? Món đặc sản. Cái gì? Trứng phá lấu. Trứng phá lấu hả? Đây. Rồi. Coi đây. Nào quay cho cả nhà. Đây là trứng phá lấu nè. Không biết phải gọi là trứng phá lấu không nè. Không biết đúng tên là cái gì. Nhưng mà ăn thì nó giống như là cái mùi cá lông. Này toàn là đồ ăn ngon. Đi từ đầu đường đến giữa đường là ăn cũng no cái chợ rồi. Hai bên đường bán đồ quá trời quá đất luôn. Chưa đến được là cũng còn nữa mà đã ăn quá trời quá đất rồi mà ăn no thì cũng khổ không nổi. Sao đi hoài không tới nơi ta? Có bạn nào đã đi Củ Phần chưa? Nói cho Hà biết coi khi nào sẽ tới nơi. Sao mà đi hoài không thấy tới nơi, đuối quá. Chị đang ở Củ Phần nè em. Đây là món đậu hũ thúi, phải không ta? Nghe mùi em này là đậu hũ thúi phải không Hương? Đúng rồi, nghe mùi là thấy thúi rồi. Đậu hũ thúi. Món này Hà không biết ăn. Thôi lên. Đã ra điệu Mio rồi. Điệu Mio nặng rồi là còn phải leo dốc nữa. Là phải nhìn cái đường đó. Ô, có cái món này lạ quá. Không biết món gì đây. Không biết là bánh gì nữa.
Cái nước ép dưa hấu. Ở đây sao mà nhiều món ngon quá đi. Nhìn cái gì cũng hấp dẫn hết trơn á. Ở đây là ở tiếng Việt là phủ phòng Đà Lạt. Ở đây có món bánh gì đó, không biết là món bánh gì. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại là không còn bụng để mà ăn nữa. Hết bụng rồi. Hết bụng ăn rồi. À đây chè. Rất là nhiều loại bánh luôn. À, Hà Huyền Hân ơi, chị không có biết. Ăn kem đậu phộng đi. Ngon lắm hả anh Nguyễn? Chắc chút nữa dòng ra mua. Bây giờ đúng quá. Ở trái cây nè. Một trái cây đã quá ta. Connection mất mạng ơi. Mê gặm cái điệu. Mio đang nhớ răng nên Mio cặp cái gì Mio cũng gặm hết á. Không biết là sắp tới nơi chưa. Uống nó cả giờ cũng mới hấp dẫn quá. Bụng quá. Ăn no rồi mà nhìn thấy hấp dẫn quá chị nổi nè. Chắc sắp ra tới nơi rồi đó. Thấy có ánh sáng rồi. Thấy chụp hình nó có đèn lồng không? À, bạn Du Phan Nguyễn nói là đặc sản là bánh khoai môn. Chắc ra đến đây rồi. Đây đây chắc là đến đây nè anh. Hết đường. Thôi bà Hải đuối rồi. Quá đuối rồi. Nãy giờ cứ lên dốc không à. Bây giờ chắc đi xuống dốc cho nó dễ. Mệt quá. Để cái anh này. Anh này anh ta cực quý. Cực quý rồi. À để còn đỡ hơn là bế. Để khỏi tay hơn gì. Bế là đi không có nổi luôn. Tại vì ở đây đi đường đó chứ không có đẩy xe đẩy được. Quá dài luôn. Rồi ra đến đây rồi nè. Không biết tới đâu nữa. Để quay cho mày xem. Chắc là đi lên ngã ba đó mới đúng không mày? Đúng rồi, ngã ba trái đó. Chắc là đi ngã ba đó mới đúng rồi. Hay là ra luôn rồi đó. Ôi đẹp quá. Kenny Huỳnh ơi, chị không có biết nói tiếng Trung, chị chỉ biết nói tiếng Anh thôi. Núi đẹp chưa? Quá đuối rồi. Đẹp quá. Lên này. Nữa hả? Bây giờ không biết đi đâu đi. Chắc là mình đi lên ngay cái chỗ cái đường ở ba quẹo nãy á ba. Đi. À, thấy mọi người đi đây không biết có đúng không? Ba mẹ tới chưa ba mẹ? Đi, đi. Chút xíu đi. Không biết nữa con. Thôi nha, đứng đây nha. Thở chút xíu đi. Sorry đâu. Đi đây nè. Oh, đâu chai nước đâu. Nước không? Cả nhà ơi. Đây, cha nè. Cái đứa đang gãi đầu. Đi ra đây đi. Nhìn. Đi ra đây con. Đi ra đây gãi đầu. Không biết, không biết là đã đến nơi chưa nữa. Ô, nắng quá. Chắc mình xin dừng cuộc chơi. Mình đi đến đây, mình chụp hình ngay đây là mình được rồi đó. Rồi mình đi ra mình ăn. U lỗ, quả đấy. Xin dừng cuộc chơi chứ mình đi không nổi tới đích rồi. Cũng may là ở đây là không có chen lấn mất trật tự. Ở đâu nó cũng rất là hệ thống và nhiều nhất. Cẩu thủ sang. Các bạn nhỏ đang uống nước nè. Ba mẹ ơi, lúc nãy con vừa nói chuyện. Đặc biệt.
thiệt là nãy giờ chưa có nghe được móc túi. Ờ, nãy giờ không có thấy gì móc túi. Bà móc túi ở đây hả? Dạ đâu có đâu mẹ. Sao bà móc túi vậy? À, Hà không có đi tour. Hà đi tự túc. Hà đi du lịch tự túc. Còn là những cái nước mà khó đi lắm thì Hà mới bắt tour đi thôi. Còn những cái nước đơn đi đi dễ và có phương tiện không cần phải ra bữa nay đi lên trên này thì Hà mất một cái xe riêng chở nguyên một cái gia đình nhà đi. Không có đi phương tiện công cộng, còn trong mọi thành phố vòng vòng này đi không đấy. Thôi đi vô quán uống trà đi. Đi. Okay. Thôi bây giờ hãy đi vô quán uống trà. Sáng rồi. Dạ. Đây đây. Cô hát thường chơi ba chạy mù chơi quá à. Hỏi ép kìa. Không có hỏi ép cho mấy mẹ. Ai uống đổi cho đi, có uống nổi ép không? Leon à? Thơm quá, thơm quá. Đây, cho đi uống đi. Đây, nước nổi ép đây. Không. Nó ép ra. À, cho đi muốn ăn nổi. Rồi, mua một hộp đi. Thơm quá, mua một hộp đi. Mua một hộp đi. Rồi, từ từ, để ngoại mua con. Đang uống nổi hết. Ở bên Đài Loan này đủ cá là đi xe máy rất là nhiều. Uống trà xong rồi chút nữa đi dầm bên kia thì thấy cái đèn lồng đó là hết rồi. Ủa còn thả đèn là thập phần. Thả đèn là thập phần. Đi qua thập phần. Mấy giờ chị? Mẹ 5 giờ không? 4:50. Uống trà hả? Hết giờ rồi. Mấy giờ? Uống thử đi. Uống qua thập phần ba. Cầm cầm cho chị Hằng. Thank you. Hỏi đó cho đi ăn đi, cho đi ăn. Chị đi ăn rồi. Mẹ không uống trà hoài. Đấy, mình có phải người Thái. Mỗi này còn ăn được không? Mua lấy miếng dưới. Bên dưới để muối. Trên đây đâu? Ngon quá đi. Đi đây ăn mà. Không phải cần. Cái này thì uống về rồi. Nho uống nước ngọt ép hay chua? Uống đây. Nho uống nước ngọt ép không nha? Nho đang uống nước ngọt ép cho mấy cô chú. Hello. 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 Bye bye. Coi chừng nha. Bây giờ mình đi ra. Đi vô rồi lại đi ra. Chắc phải chụp một vài tấm hình lưu niệm. Đây là nước ổi ép thành Doraemon. Cũng giống như đang uống bình sữa. Thì xin quá mức. Giống ở nhà mình có cái bóp bóp á, nhớ không? Không có. Màu vàng á. Cũng giống nhau thôi. Ở đây có cái nhà cổ nè, giống ngoại an quá.
À đây là tiệm uống trà nè ba ơi. Tea house. Cảm giác không thật là quan trọng. Vô đi coi đợi xíu đi nè. Còn coi đi ba đứng đợi chứ. Coi đi ba đợi. Ba Hải rút ống hút chơi mèo uống cái mỏi. Thôi đi qua bên kia đi, thôi trời sụp nắng rồi. Rồi đi đi đi. Bye bye cả nhà nha. Nhà hàng đi qua thập phần. Rồi đi. Đi qua thập phần có gì hay nhà sẽ lại cho cả nhà nha. Bye. Chị ơi. Rồi Cherry bye bye này. Bye bye kìa con. Con bye bye cô chú đi con. Này cũng bye bye. Rồi đi. Bye.